Em thấy cái bà thím đó đó, nhìn khả nghi lắm. Em nghĩ á, bà ta muốn đi làm cái giấy khám thai giả để ép chú cưới bà. Con nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó. Cho nên em có lòng tốt đi theo dõi bà ta để thu thập chứng cứ về đưa cho chú á. Thì á, con biết là chú không thể. Hả? Không thể là chú, cho nên con mới đi điều tra nè. Không biết cảm ơn thì thôi, ở đó còn nói con phiền nữa. Nè tốt. Chú đang nói chuyện mà con đi đâu vậy? Thằng nhỏ chỉ muốn tốt cho anh thôi, giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép đó. À, hay là anh làm cho chị ta có bầu thiệt, xong rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm phải không? Chơi chán chê rồi, muốn phủi tay giống những cô gái anh đã từng quen chứ gì. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nói cho cô biết, đã lâu lắm rồi tôi chưa có gần gũi người phụ nữ nào hết á. Ngay cả Liễu cũng vậy, thì làm sao mà làm Liễu có thai được? Bằng đường nào? Đường Bluetooth hả? Cái miệng xạo à, cái miệng rất xạo. Đàn ông như anh á hả, xã hội này đầy, cứ tỏ vẻ thanh cao để mấy cô như cô Liễu á dâng hiến cho anh đúng không? Đúng là có một dòng chữ hiện lên mặt anh rồi kìa. Chơi chán chê rồi bỏ. Nè cô đừng gấp lửa bỏ tay người nha. Khi nào tôi cua cô á, ruồng bỏ cô á, rồi cô hãy nói câu đó. Anh định cua tôi hả? Ruồng bỏ tôi hả? Ờ, vậy đó. Cua nè. Nè, cô làm gì vậy? Bỏ nè, anh nghĩ anh là ai? Anh định cua tôi hả? Cua đi, thôi đi. Thôi tôi cua. Nè. Mình về nhà thôi anh. Dạ. Ai mà chết nè. Cua đi. Đâu? Ngon thì cua đi. Cà phê Americano mà em thích đây. Nếu anh nghĩ chỉ có một ly cà phê mà làm cho em rút đơn kiện thì chưa đủ đâu. Thôi mà em, nó chỉ mới 16 tuổi thôi. Tại nó nghĩ em dùng giấy khám thai giả để ép anh cưới em. Gì vậy? Có thai hả? Tại sao khốn nạn vậy? Trong ba anh em chơi chung với nhau, ông là người khốn nạn nhất. Không có ai như vậy hết. Ông không yêu không thương người ta thì thôi, tại sao quen người ta chỉ 5 năm trời, lấy đi thanh xuân con người ta rồi làm con người ta có thai? Vũ Huy Thanh, tại sao làm con người ta có thai? Anh gì? Em không có thai. Chuyện đó là chuyện của em. Nhưng... Ủa? Em không có thai hả? Không. Là sao? Tôi nói với khám thai giả mà. Sao nó giỡn nó sớm? Có nói mà không nghe đó. Chuyện vậy quá sao nghe? Xây nhà người ta xây kiến mỏng thôi. Trời. Thì anh cũng rất là bất ngờ về chuyện đó. Nhưng mà anh nghĩ nó chỉ là hiểu lầm thôi. Mà thằng Tuấn giờ này nó đang chật vật với cuộc sống mới, cho nên nó hay suy nghĩ ảo tưởng lắm. Nhưng mà anh cũng phải lấy lại công bằng cho em chứ. Tại sao lại để người ta đơm đặt em như vậy? Em dù sao cũng có phẩm giá riêng của mình mà. Anh để cho người ta bây giờ làm xấu em trước tất cả mọi người như vậy. Mà em có cần gì đâu, em chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Vậy thì có gì đâu mà quá đáng. Còn chưa kể nữa, cái con Xuân gì đó, nó còn mắc em nè, giải tỏa thắc mắc cho thằng Tuấn. Trong khi đó em mới là nạn nhân nè anh Thanh à. Đó, thấy chưa? Nạn nhân đó. Người ta là nạn nhân kìa, nhìn gì nữa? Bồi thường đi, bồi thường đi. Cái gì vậy? Nãy giờ không chuyện của tôi á hả? Đâu có, tôi lao kiến mà. Kiến đâu? Nè. Kiến nè. Với lại Xuân tới tìm em hả? Ngay lúc đó em đưa ra cái tờ giấy gì mà Tuấn nó muốn coi á, thì cứ cho nó coi thôi. Nếu không phải thì anh nghĩ nó sẽ xin lỗi em liền mà. Anh Thanh à, anh nói vậy mà nghe được hả? Bao nhiêu năm thanh xuân của em dành hết cho anh, vậy mà bây giờ vì thằng nhóc đó, chứ vì một cô thư ký của ông Tùng mà anh đối xử với em vậy hả? Anh có biết là anh đang rất độc ác với em không? Liệu anh đã nói tất cả với em rồi mà. Mình không thể nào ép buộc nhau mãi được. Em vừa xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, lúc nào cũng tự nhiên đi theo hay cho con họ làm gì? Cho anh xin lỗi nha. Để anh vén tóc em chút. Xin lỗi. Trời ơi, em giống như diễn viên Thái Lan vậy đó. Đó, đúng rồi. Anh mà là đạo diễn là anh nhận em đóng vai chính liền. Y chang luôn. Diễn viên chính đóng phim Tình Người Duyên Ma. Cái đồ vô duyên. Gì vậy? Anh đi trang bạn anh à? Đâu có, anh nói thiệt mà. Em giống như diễn viên chính trong phim Tình Người Duyên Ma. Liễu, con bỏ nhà đi rồi, con không có muốn sống với một người cha vô tâm như vậy nữa. Anh làm ơn đi, đừng có lôi kéo tôi vào chuyện gia đình của nhà anh nữa. Thì cô đừng có liên quan nữa. Bây giờ không lẽ học trò của tôi gặp chuyện, cha ruột của nó thì ngó lơ nó vậy mà tôi để yên nó được hả? Cô đâu phải là mẹ ruột của nó đâu mà chất vấn tôi. Anh mới nói tôi là mẹ ruột của nó. Ý anh là tôi là vợ của anh đó hả? Nãy giờ tôi không hề nói câu nào cô là vợ của tôi nha. Rõ ràng trong mắt anh
lấy lại suy nghĩ đó luôn á. Cô nói con mắt nào? Bộ mắt tôi có chữ hả? Anh bớt cái suy nghĩ đó lại đi. Cô mới là người bớt suy nghĩ lại đi. Anh đừng có suy nghĩ đó nữa. Đừng có suy nghĩ gì nữa. Suy nghĩ biến thái. Suy nghĩ biến thái. Ê, Xuân gọi, Xuân gọi. Alo, anh nghe nè Xuân. Alo anh Hải hả? Anh đang đâu vậy? À, anh đang đọc sách ở thư viện tổng hợp. Kìa. À đúng rồi. Hả? Đó là thư viện nào vậy? À, thư viện. Anh Hải. Em đang gấp mà gặp anh hay giỡn nữa. Em chào anh. Hai anh cho em hỏi, hai anh có thấy Tuấn ở đâu không vậy? Không. Ủa mà lạ nha. Anh để ý á, từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới sáng, sao hai cha con cứ ám anh hoài vậy ta? Trời ơi, cũng tại anh Thanh bạn hai anh đó. Không có lo lắng cho thằng nhỏ gì hết. Bây giờ thằng nhỏ nó bỏ đi rồi. Nó nhắn tin cho em nè. Nó nói nó đi luôn, không cần chăm sóc nữa hết á. Ừ, cho anh cắt ngang cái. Con của ông Thanh là để ông ta đóng lo. Tụi mình á, đừng có can thiệp vô nữa. Đâu có được anh. Em đã hứa với chị Ngọc á là chăm sóc cho thằng Tuấn. Bây giờ em làm vậy á, em ăn nói với chị làm sao? Với lại 4 ngày trước khi chị mất, giống như chị Ngọc có linh tính vậy á. Chị nhắc em là phải bảo vệ, chăm sóc cho thằng Tuấn. Chỉ còn gửi cho em một số tiền không nhỏ nữa. Thôi mà chuyện đó không quan trọng. Bây giờ quan trọng á là hai anh giúp em tìm thằng Tuấn đi. Thôi được rồi, để anh chở em đi cho. Anh biết được một vài nơi nó hay lui tới. Sao em không về nhà mà ra đây? Về nhà nghỉ ngơi, còn học hành nữa chứ. Em không có nhà để về nữa cô ơi. Con nghĩ cái gì vậy Tuấn? Con có nhà. Nhà của ba Thanh con đó. Từ bây giờ và trở về sau, nó sẽ là nhà của con. Người ta đâu có nhận con là con ruột đâu. Thì nói chi là... Ai nói không có nhà để về? À, bây giờ mình có chỗ để về chứ bộ. Về nhà chú Hải. Ê, sai, bậy rồi. Đâu ra về nhà chú Hải? Từ trước đến giờ quan niệm của anh á, những người ở lại nhà anh chỉ là cái đẹp thôi, hiểu không? Ây cha, nói cái gì tầm bay tầm ba không à. Wow. Em chọn phòng này. Ơ, không được. Phòng dành cho khách ở bên kia. Phòng này, phòng của chủ. Em thấy cái phòng này là phù hợp nè. Rộng rãi thoáng mát. Còn phòng kia nhỏ lắm, làm sao mà ngủ nghỉ được. Quyết định vậy đi. Phải. Muốn làm gì làm đi. Cô giáo nói gì cũng đúng. Ai thích ở à. Cảm ơn anh Hải. Cô về đi, em tự lo cho mình được. Em không có dậy. Em biết là em đang rất là nhớ anh. Em nhớ anh. Buồn ra, đem đưa em vô nhà. Ổn công mình lo cho cha con của ông ta. Suốt ngày đứng đây ôm bồn. Được lắm. Gì vậy? Lại mang bộ mặt u sầu ủ rũ vì chuyện của thằng nhóc Tuấn á hả? Sao bà biết hay vậy? Bộ bà không để ý hả? Dạo này á, mối quan tâm của bà chỉ xoay quanh chuyện của thằng nhóc đó với ba mới của nó thôi. Tại vì tôi thấy nó đáng thương thiệt á. Mẹ thì mới mất, xong rồi phát hiện ra mình không phải là con ruột của ông Vĩ. Ba ruột thì không nhận, thờ ơ với thằng nhỏ. Không hiểu được luôn á. Ây da. Xin lỗi nha, không cố ý. Đau nha. Không cố ý mà. Nhưng mà tôi thấy anh Thanh đó cũng muốn nhận lại con mà. Trời ơi, tại bà không biết á. Bà thấy đi, ổng thờ ơ lạnh lùng dữ lắm. Nếu mà chưa từng gặp ảnh á thì tôi cũng nghĩ như bà. Nhờ bên em tiến hành các thủ tục càng nhanh càng tốt. Anh cứ yên tâm đi, bên em sẽ làm nhanh nhất có thể. Nhưng mà bước đầu tiên á, em cần anh và Tuấn phải đi giám định ADN. Sau đó mình có kết quả thì mới tiến hành các thủ tục khác được. Nếu như tôi không giám định được không? Dạ được chứ. Mình làm như vậy sẽ nhanh hơn nữa mà. Nhưng mà nếu anh không giám định ADN á, thì sau khi xong hết thủ tục, anh chính là ba hợp pháp, là người giám hộ trực tiếp của Tuấn. Em đang nói về trách nhiệm pháp lý thôi đó. Tất nhiên rồi, nó là con trai của anh mà. Anh sẽ lo cho nó đầy đủ. Nhờ bên em tiến hành thủ tục càng nhanh càng tốt. Chi phí không thành vấn đề. Chuyện gì? Không, anh đừng có hiểu lầm nha. Cái này không phải tình yêu đâu. Ngưỡng mộ tình cha thôi. Đó, con người á thì biết nói dối, nhưng mà ánh mắt thì không. Tôi tin đó chắc chắn là ánh mắt của một người cha thương con. Có khi nào á tôi định kiến với mấy người nhà ổng, cho nên là tôi thấy ổng thờ ơ lạnh lùng, rồi không có nhận thằng nhỏ không? Cũng có thể. Nhiều khi á, câu chuyện đến quá bất ngờ, ảnh chưa có tiếp nhận được, hoặc là do tính cách khô khan, không biết thể hiện tình cảm thôi.
thằng nhóc đó đó, nó có gì hơn em, mà chưa chắc gì nó là con của anh nữa. Chờ tới kết quả xét nghiệm ADN đi, tới lúc đó anh đừng có hối hận gì đã binh vực nó nha. Thì ra tới bệnh viện là vì chuyện đó hả? Tại sao nó dối anh? Em làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp anh thôi. Em cũng chỉ muốn cho anh biết cái nào thật, cái nào giả thôi mà anh Thanh. Nhưng đó là chuyện riêng của cá nhân anh. Anh muốn xác nhận nó là con mình hay không do anh quyết định. Em là gì của anh, chúng ta là gì của nhau mà em tự quyết định như vậy? Đúng, em không có là gì của anh hết. Cho nên là em phải tìm cách. Em làm hết cái này, em làm hết cái khác, cũng chỉ vì muốn có một chỗ đứng trong lòng anh thôi đó anh Thanh. Chỉ có làm như vậy thì mới được anh thương, mới được anh nhìn một chút thôi. Cách làm như vậy càng chứng tỏ em là người háo thắng và ích kỷ, chỉ vì muốn dành tình thương cho mình mà em đã khiến bản thân mình trở thành một kẻ đáng thương. Tại sao không dùng tình yêu đó mà yêu bản thân của mình hơn? Sao anh có thể tàn nhẫn như em như vậy chứ? Được, ngày mai em sẽ rút đơn kiện. Nhưng mà không phải em rút đơn kiện vì em thương anh đâu, mà em thương chính bản thân em nè. Anh hài lòng chưa? Anh hài lòng chưa? Dù thế nào đi nữa cũng không được làm con gái người ta khóc chứ. Người ta nói vậy là để khích tướng không thôi, chứ ai đời nào đi kiện tụng đứa con nít, đúng không em? Đúng, ngày mai em sẽ đi kiện nó. Tại vì cổ xỉn rồi, không có ai đời nào đi kiện tụng đứa con nít mà trong khi đó đang mê ba của nó. Ông có suy nghĩ không? Đúng là cái loại người máu lạnh mà. Tôi vậy đó, tôi máu lạnh thì sao, liên can gì tới ông? Trời đất ơi, nghe ngược vừa phải thôi chứ. Liệu đi làm á, xét nghiệm ADN vì ai? Là vì ông, muốn tốt cho ông, không muốn người ta nghi ngờ ông. Ông á, không cảm ơn Liễu thì thôi đi, ông còn trách móc Liễu nữa là sao? Phải phải, đúng rồi, tôi là ác quỷ, còn mấy người là thiên thần. Trên đầu của mấy người á là có dòng nguyệt quế, phun châu nhã ngọc, còn tôi độc địa tàn nhẫn xấu xa. Lại tôi hết được chưa, vừa lòng mấy người chưa? Sai mà còn cái bước nữa hả? Gì vậy cha nội? Tụi tôi á, tất cả mọi thứ tụi tôi làm á là mua lo trong tôi. Hả? Còn nhắm á, ngoan cố quá. Đi về, không ở đây nữa, kể từ bây giờ không bạn bè gì hết. Đi về, không bạn bè nữa. Đi về, đi về, đi về, đi, 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 mở cửa, mở cửa, mở cửa, nhà anh, nhà anh. Ủa, tại ông này nhà tôi mà. Giờ muốn sao? Ông mày mới phải tính thiết kế lại cái cửa này quá, rồi sửa lại chốt luôn. Bạn già ơi, ông Thanh hãy mở cửa, mở cửa giúp tôi. Hẹn tới chi vậy? Trời ơi, ông Thanh ơi, tôi nè, tôi nè. Mở cửa, mở cửa. Nè, tôi đây nè. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ông Thanh, có tưới cây ngoài đó không vậy? Nè, 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 tôi đây nè. Mở cửa này bị gì ta? Mở cửa coi. Hẹn tôi đã rồi, tiêu à. Mở cửa. Hẹn hò cái gì kỳ cục vậy trời? Hay. Hay. Mở. Ê, chơi về chơi quạo nha. Hẹn qua thì không có mặt ông ở nhà, gọi điện thoại thì không bắt máy là sao? Ê, làm gì ngồi thở như tuốt kìa? Tuốt cái đầu ông á. Tự nhiên vô nhà người ta đóng cửa khóa ta, bỏ ta ở ngoài vậy hả? Đông nào? Trời, chạy kêu quá trời không nghe luôn. Ông đi khùng hả? Rồi mắc gì quạo với tôi? Người quạo là tôi là nha. Ông hẹn qua đã, đi tìm không thấy ông đâu hết, gọi điện thoại cho ông cũng không thèm nghe máy là sao? Điện thoại đó trong nhà sao nghe cha? Mà qua đây có chuyện gì không vậy? Ê, lạ lạ nha, người chủ động hẹn là ông đó, ông đã hẹn tôi qua đây mà. Quên. Rồi sao? Tôi thấy cái đầu óc ông riết sao nha ông Thanh. Ông bị gì á, vô tâm vừa phải thôi. Con mình bỏ đi ông cũng không thèm biết, không thèm quan tâm. Hả? Ông nói gì? Thằng Tuấn con ruột của ông á, đang ở bên nhà tôi kìa. Hả? Riết tôi thấy tôi tự thương mình luôn á ta. Ngày xưa tôi tạo nghiệp với cha con ông hay làm sao á, bây giờ phải trả nghiệp nè. Hết cha tới con, hết con tới cha.
Thôi đi, mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi. Rồi, ép tôi vô một lựa chọn duy nhất. Ép tôi là phải lựa chọn một và bỏ tất cả. Hùa nhau ăn hiếp ông hả? Chắc dễ à. Tưởng ông như con trâu vậy á. Mà tất cả cũng tại ông chứ ai. Gì? Lúc nào cũng phải đặt xù lông lên, xù lông lên. Xù để làm gì? Bây giờ đụng chuyện trách ai? Ủa, nè, ông với Duy là bạn thân của tôi biết bao nhiêu năm mà không ai đứng về phía tôi hết vậy? Không giúp được gì, hồi về đi. Cái gì? Đuổi về luôn hả? Đuổi. Nè, cái này là ông muốn nha. Ừ. Ok, tôi về. Sau này có chuyện gì tự giải quyết đi. Ừ. Đừng có hối hận. Ừ. Tuấn ơi, vậy ăn sáng với chú nè. Còn muốn ăn hủ tiếu Nam Giang hay là ăn phở? Tuấn. Tuấn ơi, bây giờ vậy nè, con ở lại nhà chú luôn nha. Khỏi cần phải về bên nhà Thanh nữa. Cứ coi chú như là ba ruột của con đi. Coi vậy chú tốt bụng hơn Thanh nhiều đó nha. Tuấn. Đâu rồi ta? Cảm ơn chú. Thưa chú con đi. Thằng nhóc là đi đâu ta? Đi về bên nhà thằng Thanh hay là bỏ nhà đi buổi? Anh nói gì? Thằng nhỏ mất tích hả? Anh nói là nó tự đi. Mất tích đâu mà mất tích. Đi chơi với bạn gì đó. Bạn nào? Anh không biết. Anh không biết mới nhờ em tìm số điện thoại của bạn nó. Sao mấy anh lạ ghê á? Một người là cha, một người là chú. Bây giờ thằng bé mất tích á, không biết đi đâu. Xong rồi đi gọi tôi. Bộ tôi là bảo mẫu hay là giữ trẻ hả? Thì anh cứ tưởng là. Mà sao thấy em hung dữ quá vậy? Nói từ từ nói làm gì nạt vô mặt người ta hả? Rồi bây giờ anh tính làm sao? Từ từ. Xuân, tôi nói là tôi sẽ qua đón cô. Mà tại sao cô không chờ tôi? Ở công ty á thì anh là sếp. Hết giờ làm rồi á thì anh là gì mà sai phái tôi? Nói tôi nghe coi. Còn ông á nha, chuyện của ông tôi chưa nói đó. Chuyện riêng tư của mình phải tự giải quyết chứ. Lúc nào cũng để người khác giải quyết hết á. Nè, đừng có ỷ đụng chuyện cái tắt điện thoại là xong đâu nha. Nè ông, tôi. Alo Hải nghe. À, em ơi, chắc làm lộn số rồi đó. Có bao giờ anh tắt điện thoại đâu. Lúc nào điện thoại cũng để 24/24 hết đó. Alo, Lan hả? Trời ơi Lan, anh đó nói là anh với em chia tay rồi mà. Gọi gì gọi hoài vậy? Vậy thôi nha. Ừ. Alo. Trời ơi, xem nhây dữ vậy hả Lan? Lầy cái gì mà lầy dữ vậy? Anh lầy với một lầy hơn anh luôn á. Rồi rồi vậy nha. Tắt điện thoại luôn đi, làm phiền gì đâu á. Rồi giờ bắt lại chuyện ông nè, nãy giờ nói tới đâu rồi? Tới khúc tôi tắt điện thoại. Tắt. Tôi cho tính sổ với ông nha. Ông vẫn nói về nhà ông chi mà bây giờ để nó bỏ nhà đi vậy? Nè nè nè, ông đừng nghĩ tôi ông là bạn tôi sẽ nhịn ông nha. Cái chuyện của ông Tuấn á, tôi ứa mắt từ bữa giờ lâu lắm rồi đó. Ông nên nhớ nó là con ruột của ông. Con ruột của ông với là Ngọc. Ngọc đang trên trời nhìn xuống ông đó. Đứng ở đây nè Ngọc. Nè Ngọc. Nè thôi. Ây da. Ây da. Tôi có làm gì sai đâu. Thôi bước tàu lao đi. Xuân, giờ cô đưa tôi đi tìm nó đi. Đi đâu? Ủa, tôi tưởng hai người thân, cô phải biết chỗ của nó chứ. Anh nói vậy mà không biết xấu hổ hả? Anh là ba nó đó. Không ấy thì anh gọi cho ông Vĩ đi. Dù sao nó cũng sống với mấy mười mấy năm mà. Cảm ơn cô. Nè, tôi đi với anh. Ê, ê, sao nãy nó không đi mà? À, Liễu hả em? Anh Duy nè. À, cho anh hỏi cái chuyện của anh Thanh. Anh kiếm Thanh thì tự gọi cho ảnh đi, đừng gọi cho em. Không phải, anh xin lỗi mà. Tại vì chuyện gấp quá, anh muốn hỏi đừng anh Thanh. Đừng có nhắc cái tên nó trước mặt của em. Em bận lắm, cúp máy đi. Sao tự nhiên Liễu bận dữ vậy ta? Không biết giờ này ăn uống gì chưa nữa trời. Nhìn nói đâu mà tưởng chết à. Ông bị gì á? Biết giờ này là giờ nào không? Mà lo cái chuyện ăn uống của người ta. Trời ơi, tìm thằng Tuấn giùm tôi một cái đi. Lo cái gì đâu không mà phân tâm hết. Tôi biết tính Tuấn mà. Ông đừng có lo. Thằng Tuấn nó không bao giờ nhịn ăn như Liễu đâu. Nhịn ăn nguy hiểm lắm, không có giỡn đâu. Lầm rồi chứ gì. Sai đắm lắm rồi đúng không? Mê người ta thì cứ tỏ tình thẳng đi. Mày đặt xạo xạo định qua mặt tôi hả? Tôi nhìn cái tôi biết liền nha. Biết cái gì mà biết? Toàn là suy nghĩ tào lao không à. Tôi nói với ông rồi. Cưới vợ á khổ thấy mồ. Cưới Liễu á sướng ngàn năm. Ê ê ê. Độc thân mới sướng ngàn năm. Con của bà Thanh phải không? Dạ. Dạ, có sao không bác? Sao ngồi đây? Dạ, con ngồi đây chơi à. Chứ không phải đi bụi đời hả? Không. Con nói thiệt, con ngồi đây chơi à. Nè, ăn đi. Dạ, con không có đói. Tôi nhìn mặt ông là tôi biết rồi ông ơi. Ăn đi. Cái này là bác ép cho nên con mới ăn ở nhà. Khoan khoan. Bác nói bác cho con rồi mà. Tôi coi có ớt không ông ơi. Rồi, ăn đi. Dạ. Con gái mình chắc cũng từng giữ đứa bé này. Không ai để nương tựa.
bơ vơ một mình cho nên nó mới hận mình như vậy. Ông bị phá sản rồi, sợ cái nhà to vậy được. Phá sản? Còn nói ai phá sản? Thì ông Vĩ. Tuấn nó nói là phải qua ở với anh, vì ông Vĩ phá sản phải bán nhà. Với lại thằng nhỏ phải ký cái hồ sơ không tranh chấp tài sản gì đó, để giải quyết nợ nần do chị Ngọc gây ra. Mà nếu nhìn có khó khăn gì á, thì tôi chuyển tiền cho anh nuôi Tuấn. Trước khi chị Ngọc mất 4 ngày, có chuyển cho tôi một số tiền không nhỏ, nói là tôi giữ giùm cho Tuấn. Chuyện đó thì tôi chưa từng nghe. Nhưng trong ngành phá sản là một chuyện lớn, không có chuyện ông ta phá sản mà tôi lại không biết. Cô thử bấm chuông đi. Sao ông lại lừa thằng nhỏ? Cô nói gì tôi không hiểu. Ông nói là ông phá sản, bán hết nhà cửa rồi, đuổi thằng nhỏ đi vậy hả? Đó là việc riêng của nhà tôi, cô có tư cách gì mà can thiệp vào? Cô chỉ là gia sư tôi thuê dạy kèm cho nó, mà bây giờ tôi có thuê cô đâu. Như ông vừa nói rồi đó, tôi chỉ là gia sư cũ thôi, không phải là người thân thích gì, mà còn thấy bất nhẫn. Sao chú nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi nhà chứ? Tại sao cô không hiểu là đó là một việc làm tốt mà tôi đã làm cho nó? Tôi làm quạ, người tu hú đã 10 mấy năm, tôi phải diễn cái vở kịch đó, phải khổ nhục kế để nó thừa nhận cha đẻ của nó, cha con nó được đoàn tụ với nhau. Đáng lẽ nó phải cảm ơn tôi chứ. Anh sao nhẫn? Sao nhẫn làm gì vậy đó? Mày định đánh tao à? Mày định lấy oán trả ơn à? Đánh đi. Hai người đó còn lấy tài sản nhanh, không xứng. Mày xem lại mày đi, thế cái hạng mày đáng làm cha một thằng con trai như thế hả? Anh nói gì? Anh mới nói gì? Sao? Thế là người đến tìm tôi, có chuyện gì thì nói thẳng ra, chứ đừng có kiếm chuyện vòng vo. Tôi muốn hỏi là Tuấn có qua đây tìm ông hay không? À, thì ra nó lại bị ba ruột bỏ rơi lần nữa. Chắc mẹ nó ở trên trời đau lòng lắm. Nè, anh nói gì? Tôi không cần quan tâm tới ăn quán của mấy người, nhưng rút hết ra đầu một đứa nhỏ như vậy, vậy có đáng mặt đàn ông không hả? Đáng hay không cũng không phải do cô phán xét nhé. Hai người đi về, tôi còn nghỉ ngơi. Được rồi, đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Mày, nhanh lên. Tụi mày đẩy đi, nhanh lên, đi 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 đi. Mày, khốn nạn. Hồi sáng tao mới gặp bác Tùng, bác nói cho tao biết chuyện của ba tao, không hề có phá sản gì hết, công ty của ba tao vẫn hoạt động bình thường. Bác cho con một cái thông tin chính xác nhất nha, ba dĩ của con công ty vẫn phát triển mạnh mẽ, và ông rất là giàu có. Nhưng mà con có thể kiểm chứng trên mạng xã hội hoặc đi đến trước công ty của ông mà nhìn đi. Đi đâu mà cô gọi bao nhiêu lần cũng không bắt máy. Em có biết á là cô, chú Thanh, chú Hải lo lắng cho em lắm không hả? Em đâu có cần mọi người quan tâm tới em, ai cũng coi em là gánh nặng là phiền phức hết mà. Em á có thể tự lập, em tự lo cho mình được. Con như vậy mới là phiền phức đó. Không cần biết con muốn tự lo tự lập hay là do con tự ái. Bây giờ con đi đâu làm gì con phải cho người lớn biết chứ, thì lỡ có chuyện gì còn biết chỗ mà nhận xác. Anh bị khùng hả? Anh ấy gửi gì vậy? Tôi nói vậy đó, nhưng mà với IQ của nó chưa chắc là hiểu được đâu. Chú à, con hiểu hết á, con lớn rồi, mọi người đừng có coi con là con nít nữa được không? Tuấn. Ồ, lớn dữ ha. Ở đây là nơi công cộng, đừng có lớn tiếng. Muốn cãi nhau á thì đi về nhà. Em không có về. Không về hả? Tính ngủ đây luôn hay gì? Hơ, cô ơi, thằng Quân nó té kìa. Ủa gì mày? Chiều này xưa rồi, cô cũng từng là học sinh cấp 3 đó. Chú cũng vậy. Cô, dưới chân cô có con gián kìa. Chiều này cũng cũ rồi, cô dùng năm học cấp 2 rồi. Cô sợ gián nè, ở đây mà có gián á hả, cô tự nhục, tự sợ nha. Không, em nói thiệt. Cô Xuân, cô Xuân, con gián đang bò dưới chân cô kìa. Tôi ở đây chạy kìa, đuổi theo bất cứ chợ. Không. Tôi không đuổi theo được không? Anh đuổi theo đi, thằng tôi nó trốn lẹ lắm đó. Không được đâu, mệt lắm, mệt. Mệt gì mệt? Nè. Sao không nói sớm? Tôi xin lỗi, nhưng mà phải được theo nó chứ. Không cần đâu, có đẹp gì chí theo rồi. Tôi mất 200 ngày tiền cạc chứ bộ. Là ai? Thì mới chạy theo đó. Quân đó hả? Ừ. Nhưng mà anh cũng nên quan tâm nhiều tới thằng nhỏ đi. Thực ra là chị Ngọc từng tâm sự với tôi một chuyện. Cô và Ngọc hả? Tôi dạy kèm cho Tuấn từ năm Tuấn học lớp 3, cũng coi như là người thân của chị Ngọc. Khi mà chị Ngọc qua đời á, có từng nói với tôi là thất vọng về ông Vĩ,
hình như là nghi ngờ về vụ ngoại tình. Có một ngày chị Ngọc gọi cho tôi, chị khóc nhiều lắm. Chị nói thằng Tuấn nghi ngờ chị ngoại tình, chị sợ nó bị tổn thương, hỏi tôi phải làm sao. Rồi cô ấy có nói thêm gì nữa không? Sau đó chị chuyển cho tôi gần 1 tỷ. Chị nói là trong trường hợp chị gặp chuyện gì mà Tuấn bơ vơ thì tôi lo cho Tuấn. Tôi vẫn còn đang giữ này. Nếu mà anh cần để chăm sóc cho Tuấn một cách tử tế hơn thì tôi sẽ gửi lại cho anh.